Jingle bell, hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôn Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series thử thách trong GTA 5 nhà. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ kết hợp một cái thử thách liên quan đến ánh sáng nha mọi người ơi. Thì nói chung các bạn cũng có thể thấy cái dòng chữ ở trên đầu em nhân vật nữ của mình rồi ha, Merry Christmas. Nói chung là cái thử thách này mình sẽ đăng vào ngày 26 nha các bạn, không phải ngày 24. Lý do chính là ngày 24 với ngày 25 mình bận đi chơi rồi. Đó, thì ngày 26 mình phải đăng được cái clip này nha mọi người. Nhưng mình cũng muốn chúc các bạn có một cái mùa Giáng sinh thật là an khang, thịnh vượng, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Ai không vui thì kệ ai đó đi, chứ tôi nói chung là vui lắm các bạn ạ. Hai đêm vừa rồi vui lắm mọi người ơi. Mọi người không biết vui như thế nào đâu, nhưng mà nói chung là vui lắm nha. Rồi ok, thì thử thách ngày hôm nay liên quan đến ánh sáng thì chúng ta sẽ làm gì? Mình nói luôn là ngày hôm nay chúng ta sẽ thử mốt 1 tỷ mã lực và chạy trên 2000 cái cây thông này nha mọi người. Đó, mọi người thấy những cái cây thông của mình thiết kế đây không ạ? Những cái cây thông này thì nó có thể phát sáng và nó cũng có thể nhấp nháy được nha mọi người. Chính xác hai tông màu chính của nó là màu vàng và màu xanh. Đó, như mọi người có thể thấy trên màn hình. Thì với hai cây thông này mình sẽ kết hợp một cái thử thách liên quan đến ánh sáng, có nghĩa là kết hợp màu vàng với lại màu xanh nước biển tạo thành màu xanh lá cây nha mọi người. Có nghĩa là khi mà xe sẽ chạy nhanh ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái hiệu ứng ánh sáng màu xanh lá cây. Và xem coi là cái thử thách này của mình thì nó có hoạt động hay không nha mọi người. Nó giống như kiểu là pha màu ấy mọi người. Khi mà vàng này kết hợp với lại xanh nước biển này thì sẽ ra xanh lá cây nha. Đó, ok chưa? Mọi người hiểu thử thách không? Rồi, thì đoạn đường của chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chỗ này nha mọi người. Đây mọi người ạ, đoạn đường của chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí chỗ này. Chỗ này thì mình có đặt khá là nhiều cái cột điện nhằm mục đích là tạo ra cái hiệu ứng ánh sáng thôi ha. Và nó sẽ đi thẳng tít tới tận đầu bên kia nha mọi người. Đó, tới tận đầu bên đây này. Có vẻ là làm vậy hơi lâu nên mình sẽ teleport cho nó nhanh nha các bạn ơi. Ở đây thì mình teleport này. Đó, nó sẽ đến tới tận đầu bên đây nha các bạn. Gặp cái bảng thử thách này và tiếp tục chạy. Chạy cho đến khi nào mà qua cái chỗ này thì càng tốt nha mọi người. Ok chưa? Có nghĩa là nó sẽ qua được cái thử thách thôi. Nói chung là cái đoạn đường này thì chỉ chạy và chạy and chạy thôi, chứ không phải là đo tốc độ hay là gì nha các bạn. Chủ yếu là chúng ta xem coi là với cái tốc độ mốc 1 tỷ mã lực khi mà chạy như thế này này mọi người này, thì nó có tạo ra hiệu ứng xanh lá cây hay không thôi à. Đó, mọi người hiểu không? Đấy, nhìn xa vậy là các bạn có thể thấy xanh lá cây này. Nhưng mà thử thách ngày hôm nay của chúng ta là chạy như vậy nha mọi người. Và xem một cái mép ở bên đây, hai mép ở bên đây. Đó, thì nó có tạo ra cái hiệu ứng xanh lá cây hay không nha. Ok chưa mọi người? Mọi người hiểu thử thách chứ? Thì nói chung là trang trí map thêm thì mình có tạo một ông già Noel. Đấy, màu trắng ở trên cao chỗ này. Nói chung là nhiều ông già Noel lắm các bạn ạ. Có cả tuần lộc nữa nha, với lại một ông già Noel đang đưa quà. Đấy, nói chung là nếu mà đăng vào ngày 24 thì nó chuẩn hơn, nhưng mà tiếc quá, ngày 24 mình bận công việc đấy. Đấy, đâm ra là mình không thể nào đăng được. Nên thôi ngày 26 mình đăng, coi như là tạ lỗi các bạn nha. Rồi, thì thử thách nó chỉ liên quan vậy thôi, thì chắc có thể là mình sẽ bắt đầu thử thách này ngay và luôn nha mọi người. Và ok, không nói nhiều linh tinh luyên thuyên nữa. Bắt đầu thử thách này các bạn này. Và ok. 3 2 1 Terezac là chiếc xe đầu tiên của chúng ta nha các bạn ơi. Và ok, như các bạn thấy ở trên màn hình thì chỗ này đây mình có chỉnh cho chiếc Terezac này chạy với tốc độ là 1 tỷ mã lực nha các bạn ơi. Đó, như mọi người có thể thấy tất cả đều là 1 tỷ nhá. Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chạy chiếc Terezac này xem coi hiệu ứng ánh sáng của những cái thông này sẽ như thế nào nha mọi người. Và ok, bây giờ mình chạy đây này. Xem coi với chiếc xe đầu tiên này thì hiệu ứng ánh sáng của nó sẽ như thế nào nha. Rồi, tốc độ bây giờ đang là 500 này. Nhìn ở xa thì chúng ta thấy là màu xanh lá cây, nhưng khi cây nó đi gần mép ở cái con xe thì nó hiệu ứng của nó là xanh và vàng thôi nha, không hề có xanh lá cây. Rồi, và tốc độ bây giờ đang là 1700 này. Vẫn không xanh lá cây được ở góc kia ạ. Ui giời. Rồi, xong quả tốc độ 2200 và bay ra ngoài luôn rồi các bạn ạ. Oh my god. 2200 km/h, nhưng khi quẹt qua những cây thông nó vẫn không có hiệu ứng xanh lá cây nha mọi người. Có vẻ cái thử thách này phải tăng lên tốc độ khoảng 7-8 ngàn mới có hiệu ứng đấy ha.
80 là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Và ok, mình cũng đi đây các bạn ạ. Rồi, đã có hiệu ứng mốc 1 tỷ mã lực và xem coi hiệu ứng ánh sáng của X80 sẽ như thế nào nha. Rồi, tốc độ đang là ngàn rồi này các bạn này. Rất là nhanh luôn, ui ui. Hơi hơi các bạn ạ, mình cảm giác nó hơi hơi xanh xanh rồi. Rồi, cái này 2000 này và ui 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 ui. Hơi hơi nha mọi người. Ừa. Với cái con xe đầu tiên là TRZ với tốc độ là 2002 thì nó không có hiệu ứng xanh xanh đâu. Nhưng mà với con này thì mình cảm giác nó hơi hơi có các bạn ạ. Ừ, không biết là các bạn thấy hay không nhá. Và con xe này vận tốc tối đa khi đi trên cái đoạn đường này là 2600 km nha mọi người. Ok chưa? Chắc có vẻ là 3000 thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng cây thông xanh xanh đấy ha. Gentono là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Và ok, cũng đi luôn đây ạ. Rồi, đây cái dòng xe khá chi là cổ đấy ha mọi người. À, xem coi nó sẽ thể hiện như thế nào. Rồi, tốc độ đang là ngàn này các bạn này. Vẫn chưa thấy xanh nha. Mọi người để ý là mình đang đo cái góc mà ở đằng sau xe nha mọi người. Chứ còn góc trên chắc chắn là nó sẽ có hiệu ứng xanh rồi. Còn đằng sau thì mình vẫn chưa thấy gì xanh cả. Ui giời, 2005 các bạn ạ. Tốc độ kinh thật đi chứ. Mà đoạn đường này ấy, thì mình nói thật luôn là mình mốt cho nó là 3 cây số nha mọi người. Có nghĩa là 3000m đó. Thì đi như vậy là được 2005 là một trong những cái tốc độ phải gọi là cũng khá là nhanh rồi nha mọi người. Ok chưa? Và con xe này thì nó cũng không có cái hiệu ứng xanh xanh khi mà chúng ta đi qua cây thông với tốc độ 1 tỷ mã lực nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ test với con xe ETR1 nha các bạn ơi. Một dòng xe đua thể thao nha. Rồi và ok, đi đây các bạn ạ. Rồi, mốc 1 tỷ mã lực nhưng đi hơi yếu. Vẫn chưa nhanh được. Ui. Nhanh thì lại lạng rồi mọi người ạ. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Từ từ để quay lại cái đường đua đã ha. Thì cái cây thông này thì mình tạo cho nó là chướng ngại vật không động nha mọi người. Có nghĩa là mình có thể đi xuyên vật thể được các bạn ạ. Các bạn cứ liên tưởng là nó chỉ là một cái bóng đèn bình thường thôi. Và nó có thể đi xuyên được. Đó. Và đây là hiệu ứng của nó ha. Rồi, và với con này thì mình đi nó hơi khó các bạn ạ. Cứ tầm 300 là nó lại lạng rồi. Bắt buộc là phải đi xuyên cây và tiếp tục là đi nặng. Ui. Cái này là dành cho những thanh niên nào drift đi xe này bằng 1 tỷ mã lực thì đi rất là ngon này. Đấy, xe trơn trượt rất là đã luôn. Còn mình thì không phải là dân drift, đâm ra là mình đi thẳng nó không được các bạn, hơi ức chế. Lần này sẽ cố đi này. Ui. Giờ lại lạng rồi. Ui, no 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 no. Ok, con xe này nó hơi khó đi nha mọi người. Vì thế là nó không được cái hiệu ứng 1 tỷ mã lực nha. T20 là dòng xe tiếp theo mà mình sẽ test nha mọi người ơi. Và ok, đi đây các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ không chơi xe mốt nha mọi người. Mình sẽ chơi xe ở trong game thôi. Nói chung là con game này cũng khá là nhiều tuổi rồi. Và chúng ta phải dành một cái buổi dành cho test siêu xe trong game. Nói hồi thì Khôi đang đi với vận tốc là 1900 và đi xuyên cây liên tục các bạn ạ. Ui ui. Ôi my god. 2006. Ui. Nhanh quá các bạn ơi. Nói chung là đoạn đường này hình như là nó còn hơi ngắn hay sao á. Các bạn thấy không? Hình như là nó còn hơi ngắn. Đó là lúc cái tầm 2000 mấy ấy, là mình nhìn là nó hơi hơi xanh xanh thôi. Hơi hơi màu xanh lá cây một tí thôi nha mọi người. Còn lúc sau thì coi như là hết đường. Đấy, đâm ra là nó lại tụt xuống dưới nước. Thử thách này nói chung là chúng ta sẽ gọi là review cái phần sáng đấy nha mọi người. Chứ không phải là thử thách về độ sáng. Ok chưa? Độ sáng mình nghĩ là chắc để lần sau. Còn ngày hôm nay nói chung là chúng ta gọi là chúc mừng Giáng sinh đi. Nên chúng ta sẽ làm một cái thử thách chạy vậy thôi nha mọi người. Ok chưa mọi người? Và thử thách này nói chung tất cả các con xe đều qua. Và con này chắc chắn là qua rồi. Nhưng chúng ta có thể nói đấy là cứ xe nào chạy qua được là qua ha. Tiếp theo mình sẽ test thử cái dòng xe mới nha mọi người. Chính xác là con xe đồ chơi có tên là Vector Classic nha. Rồi và mình đi đây các bạn ạ. Như vừa rồi mình có nói là chúng ta sẽ gọi là chạy qua thôi. Chứ không cần phải gọi là so sánh hiệu ứng ánh sáng khi nó biến thành màu xanh lá cây nữa nha mọi người. Nói thật là con này đi 1 tỷ mã lực lạ quá. Nãy giờ cứ đứng bia yên ở đây. Rồi rồi rồi. Đừng có lạc nó vào anh trai. Ui ui. Không đi được mọi người ạ, khó lắm. Ui ơi. Cứ đi tí là nó cua một vòng. Rồi để cố. Tát thôi.
Rồi, và xe khi mà tắt ga thì đi rất là ổn định, nhưng tốc độ thì nó không được nhanh nha mọi người. Tầm 500 à, không nhanh mấy đâu. Lên 600 tác rồi thì nó cũng lượn. Ui giời. Rồi. Rồi xong cũng chìm rồi các bạn ạ. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử test cái hiệu ứng ánh sáng với con xe Go Go Monkey Ballista này nha các bạn ơi. Bằng góc nhìn thứ nhất nha mọi người. Vậy đây là góc nhìn thứ nhất nên mình chỉ có mốt là 999 thôi nha mọi người. Đây cho các bạn xem luôn này. Đó, tất cả đều là 9999 nha. Đấy, 3 số 9 ha. À, và ok mình đi thử nha. Nói chung là mấy bạn bảo mình thử làm một cái series về góc nhìn thứ nhất mà chạy xem coi. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ thử luôn nha. Rồi. Nói chung là góc nhìn thứ nhất thì chúng ta không biết là xe này chạy bao nhiêu đâu. Nhưng theo mình để ý thì chỗ này khoảng tầm 200-300 gì đó à. Cỡ cỡ đấy. Wow. Khi mà đi như thế này các bạn thấy cái hiệu ứng ánh sáng nó tạo ra nhìn đẹp ha. Nào là những cây thông này, rồi có ông già Noel với lại mấy chú tuần lộc nữa. Nhìn cũng khá là hay ha mọi người. Tôi thấy là chạy vậy là được nhất này. Ừ à, kiểu chúng ta làm cái series cũng gọi là thử thách, nhưng mà chúng ta test góc nhìn thứ nhất của từng xe ấy. Đấy, đi trên đoạn đường vậy cũng được này. Rồi, xong đường này các bạn ạ. Ui giời, tôi phanh lại từ cái lúc mà có cái đèn ở chỗ kia mọi người, nhưng mà phanh không được luôn. Từ cái lúc mà có cái đèn gọi là cái bảng hiệu kia mọi người kìa đấy, là tôi phanh lại nhưng mà không được luôn. Quá là kiểu trơn luôn mọi người ạ. Ừ, công nhận cái đoạn đường ô vuông trắng này trơn vãi. Đấy, tới cái chỗ này mà phanh lại mà nó không ăn luôn các bạn ạ. Bờ mờ sờ nha mọi người ơi. Và lần này mình chỉnh góc nhìn thứ ba rồi mọi người ạ. Rồi ok, đi này các bạn này. Nghĩ gì? Bờ mờ sờ 1 tỷ mã lực rất là mạnh luôn này. Thử quả góc nhìn thứ nhất thôi ạ. Nghĩ gì? Ôi, hình như là cái cờ nó hơi bị che một tí mọi người ạ. Từ. Đây, để góc nhìn thứ ba này, nhìn cho nó rõ. Ui, 900 ngàn này. Nhảy coi, nghĩ gì? 1.001 khi mà nhảy luôn các bạn ạ. Nghĩ gì? 1.002. Wow. Nhảy vậy mà cũng được 1.002, không cần đẹp luôn. Bây giờ là 1.004 nha, và phanh lại. Ui giời. Cứ phải nói là không phanh lại được luôn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử với lại máy bay nha các bạn ơi. Và con máy bay này thì mình không mốt một cái thứ gì luôn nha các bạn ơi. Và để xem coi là nó đi qua những cây thông này nó sẽ như thế nào nhá. Ok, đi này các bạn này. Nói chung là mình sẽ không bay lên nha các bạn. Mình chỉ gọi là cắm đầu xuống dưới đất và đi. Đây là một trong những cái kỹ năng mà để chạy nhanh của máy bay nha các bạn ơi. Đó, chúng ta chỉ cần việc cắm đầu thôi và chúng ta đi thôi. Rồi, và tốc độ của máy bay đang là 180 này. Nói chung là chưa mốt gì nha các bạn. Đấy, nên tốc độ nó chậm thôi. Chủ yếu là chúng ta hôm nay là Merry Christmas mà. Đó, chúng ta chỉ xem cái phần cây thông nó phát sáng thôi đấy. Lần sau thì mình mới bắt đầu là tính toán lại cái thử thách và tạo cái đường đi nó dài hơn. Sau đó là chúng ta mới bắt đầu là test cái thử thách ánh sáng phối màu nha mọi người. Rồi, và đang là 185 này. Thử bay xem coi nha các bạn. Ok, mình sẽ bay lên. Đó. Rồi, bay thì nó đang gia tăng tốc độ và bây giờ đang là 254. Nghĩa. Nói chung là bay sát đất vậy hơi khó khăn khi mà bay nhanh. Bay chậm thì mới dễ, chứ bay nhanh hơi khó một tí ha. Nghĩa. Thôi mình lên luôn đây. Cảm giác đi dưới cứ sợ tông vô mấy cái ông già Noel đấy các bạn. Đấy, đâm ra là bay như vậy cho nó ngon này. Wow, và mọi người nhìn những cái cây thông này. Đó. Chưa cần phải dùng cái hiệu ứng gì thì nó đã có màu xanh sẵn rồi này ha các bạn ơi. Tại vì chúng ta nhìn xa là chúng ta đã thấy màu xanh rồi. Đây, từ trước này nha và đằng sau. Đây là đằng sau đó, đã có màu xanh rồi ha. Và khi mà mốc 1 tỷ mã lực mà đoạn đường dài hơn thì mình nghĩ là với cái tông màu vàng với lại màu xanh nước biển kia thì chắc chắn nó cũng sẽ biến cây thông thành màu xanh lá cây ha. Rồi, bây giờ chúng ta hạ cánh và bắt đầu là đáp xuống dưới nè. Rồi, rất là an toàn ha các bạn. Đấy. Nhìn vậy rất là đẹp luôn này mọi người này. Đây, đó, các bạn thấy không? Quá đẹp luôn. Rồi, và bây giờ là sẽ chạy xuống dưới đây và phanh lại nào. Đó, thử thách thông thường là không bao giờ tới đích được. Ngày hôm nay
không bốt gì thì may ra với tới đích nó chuẩn được các bạn. Chứ nếu mà bốt vô thì người tốc độ nhanh quá phanh lại có được đâu. Rất hiếm xe mà về đích được khi mà nó đã hoàn thành được ha. Đấy, may ra không bốt như thế này còn về đích được. Domilato GTX là chiếc xe tiếp theo của chúng ta nha các bạn ơi. Và lần này thì mình vẫn mốt 1 tỷ mã lực nha. Rồi ok, đi đây các bạn ạ. Rồi, xem coi với chiếc Domilato này sẽ làm lên trò trống gì. Hơi lạng. Tắt tóc ga thôi. Nhảy. Cái cảm giác đi gần cây thông nhìn nó sáng sáng ấy, rất là chói mắt luôn các bạn. Rồi, và 700 này. Thử đi gần cây thông tiếp nha mọi người. Nói chung cây thông này có thể đi xuyên qua được mà nên chúng ta sẽ thử. Ui. Wow, cái hiệu ứng của nó đúng đẹp luôn mọi người ạ. Ui. Wow. Ui, nhìn cái này nó còn lóe mắt hơn cả khi mà đi hai hàng. Ui. Ơi, lỗi tông cái này rồi, nó dừng lại rồi các bạn. Wow, đợi từ để mình thử lại coi nha. Cái cảm giác đi lúc mà vô giữa cây thông mà đi ấy rất là sướng luôn các bạn. Nhìn nó đã không dở luôn đấy. Này. Ui. Cái này thì mình nghĩ là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng xanh lá cây luôn là có. Thử nhá, thử đi nhanh này. Rồi, 600. Ồ, vẫn không tạo mọi người ạ. Ui. Mình thề luôn là với cái thử thách mà mình nghĩ vừa rồi ấy là nếu mà đi như vậy là vẫn chưa được đâu các bạn. Tại vì chúng ta cần một cái đoạn đường dài hơn thì mới được nhá. Chứ còn vậy thì đấy, lên ngàn rồi mà nó có hiệu ứng gì đâu. Uầy. Oh my god. Tiếp theo sẽ là mô tô phát sáng nha các bạn ơi. Ui trời ơi, sáng quá. Rồi ok, mình đi nha mọi người. Trời mẹ ơi, sáng mà không thấy nhân vật tôi đâu luôn á. Kinh thần. Ôi, tốc độ rất là cao này các bạn này. Wow. Lần này mình sẽ tiếp tục đi vô cây thông. Ui, cái gì vậy? Ô, cái gì đấy? Tốc độ cao quá lạ, tôi nghĩ làm sao mọi người. Ôi, 1800 luôn, phanh lại. Bây giờ chúng ta sẽ thử với lại xe F1 nha các bạn ơi. Và con xe này có tên là PR8 nha. Rồi ok, đi đây các bạn ạ. Wow, nhanh đấy. Nhưng cũng rất là lạ các bạn. Tốc độ ngàn này các bạn ơi. Và mình đang tát ga nha mọi người. Bồ đã bùng. Và cây thông chả thấy cây nào luôn. 1700. Ui. Con này nếu mà bám đường tốt thì nó sẽ lên khoảng tầm 3-4 ngàn là có các bạn. Nhưng tiếc quá, con này nó đi rất là lạng, chỉ có thể là táp ga thôi mới đi được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấn sang cái dòng xe SUV nha các bạn ơi, có tên là Toros nha. Ngoài đời nó là Lambo Urus đấy mọi người ạ, nhưng mà tên trong game của nó là Toros nhé. Rồi và ok, mình đi đây mọi người ơi. Vì cái con bò Urus này nó chạy khá là nhanh nên mình chỉ chỉnh tốc độ cho nó là 4 số 9 thôi nha mọi người. Có nghĩa là 10.000. Đó, tốc độ chỉ là 10.000 mỗi lần thôi. Rồi, tốc độ lên 1.000 rồi này. Đây không phải là tốc độ 1 tỷ nữa nha mọi người. Nó chỉ là 10.000 mỗi lần thôi. Đấy, rất là nhanh luôn, 2.000 thôi. Uầy. Nó bằng với lại con xe lúc đầu luôn đấy các bạn ạ. Con xe lúc đầu là chạy có 2.200 thôi. Con này còn hơn luôn. Chạy tới đây 2.400 luôn các bạn ạ. Uầy. Đây là mới 10.000 mã lực thôi nha, không phải là 1 tỷ đâu. Đây này, cho các bạn xem. Đó, mọi người thấy chưa? 10.000 mã lực nha. Đấy, 4 số 9. Đó. Mà nó đã chạy hơn cái con xe đầu tiên luôn rồi. Con đầu tiên hình như là con xe điện Terezak đúng không? Uầy, tính ra cái dòng siêu xe Terezak đấy yếu ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử với cái dòng xe bọc dép nha các bạn ơi, có tên là Cognoscenti nha. Một trong những cái con xe bọc full dép luôn các bạn ạ. Rồi, ok, mình đi lại. À, dòng bọc dép thì mất 1 tỷ mã lực chạy cũng hơi gọi là yếu một tí mọi người. Và nó có cái xu thế hơi lạng lạng. Con này thì vẫn gọi là tắt ga và đi thôi. À, quay như vậy mục đích là cho các bạn xem là mình đã mất 1 tỷ mã lực rồi. Đấy, thấy không? Cứ mất lốp là 1 tỷ thôi nha. Và mình đang tắt táp ga. Rồi, con xe này đi được 600 rồi nha mọi người ơi. Không giữ được nha, nếu mà giữ là nó sẽ lạng. Rất là nhanh luôn này. 900. 1.000 không? Rồi 1.000 luôn các bạn. Ui,
cái cờ của mình này. Cái cờ ghi chữ Khôi Michael nó biến dạng khi mà tốc độ cao luôn. Uầy, 1.000 mốt nha. Cái cờ nó biến dạng nhìn ghê thật đấy chứ. Và xe này nói chung là hiệu ứng của nó cũng khá là đẹp khi mà đi trên cái đoạn đường đấy. Nói chung là tất cả các xe đều đi rất là đẹp luôn. Đó, mọi người có thể thấy. Vâng, và đây chính xác là chiếc xe cuối cùng của chúng ta nha mọi người ơi. Xe bớt nha. Nói chung là con xe bớt này mình cũng chả mốt cái gì. Và màn test cuối cùng này chỉ là gọi là test vui vui, test chạy sương sương thôi nha mọi người. Rồi, và ok, mình đi đây các bạn ạ. Nói chung là ngày hôm nay thì cũng quá ngày 24 rồi. Nhưng mà mình cũng chúc tất cả các bạn có một cái mùa Giáng sinh thật là vui vẻ nhá. Thật là hạnh phúc bên gia đình, người thân và bên người yêu. Nói chung tôi vẫn chưa có người yêu nên tôi cũng biết là có hạnh phúc hay không. Nói chung là chắc là tôi vẫn hạnh phúc như bình thường thôi. Vẫn FA như bình thường. Và ok, vẫn làm clip cho các bạn xem như bình thường thôi ha. Với tôi chả có ai xem clip của tôi cả. Buồn lắm mọi người ạ. Thì thế mọi người cố gắng gọi là like, chia sẻ, subscribe cho Khôi có động lực nhá. Chứ nói chung là dạo này không biết làm gì nữa. Làm mấy cái tào lao quá, nhiều người không xem nổi ấy. Tội nghiệp Khôi lắm các bạn ạ. Có gì mọi người cố gắng giúp Khôi nhá. Giúp Khôi chia sẻ thật là nhiều lên để cho Khôi có cái đề xuất lại. Cho Khôi có động lực làm thêm những cái thử thách hay ho hơn nhá. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử chỉnh góc nhìn thứ nhất cho mọi người xem này. Đấy, đi cái này qua mấy cây thông là phải đi bằng góc nhìn thứ nhất cho nó chân thực ha. Đó, thêm mấy cái ông già Noel ở trên nữa, cưỡi tuần lộc các kiểu nữa, bài luôn mọi người ạ. Và mọi người thấy là cái đồ họa ngày hôm nay có đỉnh không ạ? Nó là nó đỉnh sẵn rồi đấy các bạn ạ. Tại vì mọi thử thách trước là mình chơi vào trời sáng thôi. Đấy, rất ít khi mà có cái thử thách mình chơi vào ban đêm đó. Đây gọi là cái thử thách chắc có thể là lần thứ hai mình chơi vào ban đêm. Lần trước thì chơi với bản đồ họa khác, còn lần này là chơi cái đồ họa gọi là cực đỉnh luôn. Nên là mọi người thấy là rất là đẹp nhá. Đây, đó, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhìn cái thành phố kìa, nhìn sáng chét luôn ha, nhìn rất là đã. Đó, còn mấy cây thông của mình thì cứ phải gọi là better là nhè luôn các bạn. Đó, chớp chớp nhấp nháy luôn, y chang ngoài đời thật luôn nha. Đấy, chơi quả ông già Noel cũng y chang ngoài đời thật luôn. Mỗi tội là ở ngoài đời thật là người ta trăng dây, chứ còn ở trên đây là nó bay lơ lửng. Và mình vẫn đang đi đây. Đó, đi có 106 thôi, rất là chậm ha. Đi đang số 4 đây này. Góc nhìn thứ nhất tiếp các bạn. Giờ sẽ lao vô mấy cây thông này và đi thử. Wow. Tôi thề là đi cái kiểu vậy nhìn nó hấp dẫn vãi mọi người ạ. Nhìn nó đúng đẹp luôn á. Mà cái cảm giác kiểu cái đèn nó nhấp nháy ấy mọi người. Cứ tới đây là nó sẽ biến thành màu xanh này. Nãy thì nó màu vàng nhưng mà bây giờ cứ tới đây là cây thông nó biến thành màu xanh. Nhìn nó cũng khá là ảo ha. Đấy, bây giờ sẽ qua bên đây. Đó mọi người thấy không? Đấy, cứ đi tới đâu là cây thông biến thành màu xanh từ đấy. Tôi như kiểu là có sức mạnh biến cây thông từ màu vàng biến thành xanh xanh ấy ha. Đấy này. Nhìn hay vãi mọi người ạ. Đó. Thì lúc mà mình quay màn hình vậy là không phải là nó bị lát đâu nha mọi người ơi. Do cái bản đồ họa này nó có thêm hiệu ứng blur ấy. Nên mình quay màn hình thì các bạn có thể thấy là cây nó kiểu nó nhòe nhòe đi tí nha. Đấy, những cái cây thông của mình đấy, thấy không? Nó hơi bị nhòe một tí thôi nhưng mà thực sự ấy thì nó không phải là bị lát đâu nha mọi người. Do bản đồ họa nó vậy đấy. Đó. Cứ đây, quay vòng tròn là nó sẽ blur khắp phía luôn. Mặc dù FPS lúc nào cũng phải 8 mấy thế này. Đó, mà đi vậy nó cứ bị nhòe. Ui, tôi thề luôn là cái đoạn đường 3 cây số đi cả 106 này mà chạy rất là lâu nha, vẫn chưa tới đích này mọi người này. Ui. Có 3 cây thôi đấy mọi người ạ. 3 cây số thôi đấy. Chạy cực kỳ lâu luôn. Chắc phải tầm mất đâu đó phải 5-6 phút thì mới tới đích được quá hả? Nè. Mãi chưa thấy tới cái bảng hiệu quả Khôi luôn. Lâu vãi nhỉ. Đấy, còn vài cây nữa mới tới này. Rồi, bây giờ mới tới cái bảng hiệu này. Đó, vừa nãy đi 1 tỷ mã lực chỉ rọt cái là qua thôi. Còn đi theo phong cách này thì đi rất là lâu nha. Nói chung là lần cuối thì cũng gọi là test cho các bạn xem cái đồ họa game, với lại cho các bạn xem hiệu ứng ánh sáng khi mà đi bình thường thôi ha. Nói chung là đẹp hả.
cái đèn này thì nói chung là cũng rất là hấp dẫn và đẹp luôn. Như thật luôn đó. Rồi, và mình đã đi xong một vòng rồi các bạn ạ. Các bạn thấy ngày hôm nay những cây thông Noel của Khôi có hấp dẫn không ạ? Nếu mà hấp dẫn thì cho Khôi một like, chia sẻ và đăng ký nhé. Và ok, thì chắc có thể là mình cũng kết thúc cái video này đấy các bạn ơi. Thì nếu bạn thích video này của mình thì cũng cho mình một like, chia sẻ và đăng ký nhé. Đừng quên comment đóng góp những cái ý tưởng tiếp theo để Khôi làm cái series thử thách tiếp theo nha mọi người. Rồi và ok, bây giờ clip đây thôi. Bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. I feel bad.